Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tú Hay Đi. Ngày hôm nay thì Tú đang có mặt tại con đèo Má Pí Lèng, rất là nổi tiếng ở Hà Giang. Và trên đường đi thì Tú có để ý thấy là có một vài ngôi nhà nhỏ nằm tít ở phía bên lưng chừng của con đèo này. Và cái quãng đường để đi vào đó, đường rất là nhỏ, đây quý vị khán giả có thể nhìn thấy. Và Tú phải để xe máy ở bên ngoài này và di chuyển vào bên trong cái con đường này. Nó như là một cái sợi chỉ, nó nằm ở lưng chừng núi và phía trên chính là con đèo Má Pí Lèng. Và bây giờ thì xin mời quý vị khán giả là hãy theo chân Tú, chúng ta cùng đi sâu vào bên trong con đường này để xem nào, cuối con đường này có điều gì đặc biệt đang chờ đợi Tú phía trước không nhá. Phía trên kia chính là con đèo Má Pí Lèng này. Có cái đường đi mà Tú sẽ đi ngày hôm nay là đường đi này. Nó sẽ chạy vòng một cái đường như là một cái sợi chỉ. Và Tú để ý thấy là ở tít chỗ kia kìa, có một ngôi nhà khá là đơn sơ. Bây giờ thì Tú sẽ di chuyển vào bên trong đó để xem là có điều gì đang chờ đợi phía trước hay không. Một bên là vách núi, còn một bên là vực thẳm. Đường này thì Tú đoán là có thể đi xe máy được, nhưng mà chỉ có những tay lái vô cùng là cừ khôi mới có thể là chinh phục được cái con đường này thôi. Chứ còn những người mà tay lái kém là đi vào con đường này rất là run luôn. Đây chính là những cái cây cỏ bò mà bà con trồng để có thể là thu hoạch về cho bò ăn này. Nhìn gần là có thể nhìn thấy được những cái lưỡi sắc nhọn của cái cỏ này. Ở đây là có một rừng cỏ luôn. Tiếng xe cộ đi lại ở tít trên cái con đèo kia. Ở phía bên này là có một cái khu vực bị sạt lở này. Và có một khúc cây rất là to. Khúc cây này là bị cắt ra từ trên núi, nó bị lăn xuống đây. Em chào chị. Chị đi đâu về đấy ạ? Đi lấy cái cảng ngô này về ạ. Cảng ngô này là mình để nấu đúng không ạ? Nhà chị ở tận đâu? Tít bên tận kia luôn ạ. Thế là phải đi một quãng đường rất là dài mới có thể là gùi được những cái cảng ngô này về. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 25 tuổi rồi. Chị có chồng chưa? Nhà mình có mấy cháu rồi ạ? 2 cháu ạ. Thế là phải gùi ra tận tít mãi bên phía bên này này quý vị ạ. Rồi, em cảm ơn nhé. Wow, đi đến khu vực này thì đúng kiểu như là mở ra một cánh cổng chân trời mới. Phía bên xa xa kia chính là con sông Nho Quế xanh biếc này quý vị ơi. Wow, ở trên thì là những đám mây trắng bồng bềnh. Và phía đằng sau này này chính là đèo đá trắng huyền thoại. Một khung cảnh vô cùng là đẹp đẽ, không kém phần hùng vĩ của thiên nhiên. Tôi vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình. Bây giờ thì trời bắt đầu nắng hơn rồi. Đã đi qua những cái vùng mà có mây. Ôi, ở tít bên dưới kia vẫn có một ngôi làng ngay sát con sông Nho Quế kìa quý vị khán giả. Phía này là có những cái ống nước bà con đã lấy nước từ tận trên đỉnh núi để dẫn về tận nhà để sử dụng này. Chứ còn ở trên mảnh đất Hà Giang này thì rất là nhiều đá, không thể đào được giếng luôn. Và cấp nước thì cũng chỉ những cái nguồn nước này là được lấy sẵn từ trên núi hoặc là hứng nước mưa thôi.
chứ không thể nào mà có thể lấy nước được bằng phương pháp là hút nước ở dưới giếng khoan cả. Ôi đẹp quá quý vị ơi, cảnh tượng rất là đẹp. Phía xa xa bên kia là con đèo Mã Pí Lèng này, và đi sâu vào bên trong này có một vài hộ gia đình. Bây giờ Tú sẽ đi vào đây để thăm những hộ gia đình này để xem là có câu chuyện gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước hay không. Những cái bông hoa này không biết là hoa gì đây, sao có cái hoa màu vàng vàng đẹp như thế này nhỉ. Ồ, rất là đẹp luôn này. Không biết tên của cây này là cây gì, có phải họ nhà Bí hay không mà nó cứ leo lên như thế này này. Nó leo lên bám vào cái thân cây ngô. Có một vài những cái gối. Gối này thì mới được phơi này, mới được giặt và phơi ở đây, nhưng mà đã mốc hết rồi này. Cái khu vực này là chỗ để phơi đồ, phơi quần áo khi mà bà con giặt đồ. Còn ở ngay bên này là một cái nhà kho dùng để chứa củi. Rất là nhiều những cái cây củi mà bà con đã lượm được về và tích trữ ở cái khu vực này dùng để nấu bếp lửa. Ở trên này có một cái giàn Bí rất là đẹp luôn, nhưng mà kiến đã bâu rất là nhiều vào những cái bông hoa Bí này rồi. Ôi ở đây là có một ngôi nhà, không biết nhà hay là cái lán nữa, mà nhìn rất là đơn sơ luôn. Có những cái mái được làm từ các cái tấm bạt. Không biết là có ai ở nhà không. Anh ơi, chị ơi, nhà là khóa cửa rồi này. Ôi, vậy là ngày hôm nay thì chúng ta đã không gặp được chủ nhân của những chiếc nhà mà đơn sơ như thế này. Ngôi nhà này kiểu như là một ngôi nhà tạm bợ thôi ấy, chứ không phải là để ở. Tôi đoán là vậy. À, ở trên kia có tiếng người kìa. Bây giờ thì tôi sẽ đi lên trên này. Anh ơi, chị ơi. Ôi ở nhà đây là có mấy con bò này. Ba chú bò. À, kia có một cô bé kìa. Xin chào. Đây có một cô bé này. Xin chào. Chào con. Con đang làm gì đấy? Hả? À, cô bé có vẻ là hơi rụt rè. Nhà con ở đâu? Nhà con ở đâu? Nhà con kia. Cho chú vào nhà chơi nhá. Con ở nhà với ai? Hả? À, con ở nhà với ai? Con có biết nói tiếng Kinh không? Có đúng không? Con tên là gì? Hả? Con tên là gì? Cô bé có vẻ khá là dè chừng người lạ. Bố mẹ con đâu hết rồi? À kìa. À, em chào chị. À, chị đang làm gì đấy à? Dạ. À, chị mở cửa mời tôi vào nhà chơi. Xin chào một cô bé rất là xinh gái luôn. Con tên là gì?
Hình như là mọi người không biết nói tiếng phổ thông. Ôi, ở đây là có 1, 2, 3, 4 con bò. Wow. Và có một vài chú gà ở trên này nữa này. Rất là nhiều gà luôn. Chị không biết nói tiếng Kinh à? Chị không biết nói tiếng Kinh à? Chị Pâu à? Chị Pâu là không biết quý vị ạ. Đây. Ờ, đây là ngôi nhà của chị. Không biết là cô bé kia có được đi học hay không mà không biết nói tiếng Kinh. Hình như là biết chứ, nhưng mà hơi rụt rè một tí đúng không? Con biết nói tiếng Kinh đúng không? À. Con tên là gì? Con tên là gì? Hả? Con tên là gì? Hơi rụt rè một tí. Nhà chị vừa mới ăn xong à? À, ở đây là nhà chị ăn mèn mén này. Mèn mén với cả ớt. Rồi đây là đường này. Cũng có một vài những cái gia vị thôi. Đây, một ngôi nhà đơn sơ của người Mông. Tuy là đã được làm từ gạch rồi nhưng mà Tú nhìn thấy cũng khá là đơn sơ. Và trong nhà thì cũng không có nhiều đồ đạc. Ở đây là có một chú cún này. Chú cún có vẻ là đang gầm gừ, không được có sự chào đón của chú cún này chăng? Wow, ở đây thì đúng thật là có một cái view cực kỳ là đẹp luôn. Nhìn thẳng xuống con sông Nho Quế ở dưới này, xanh biếc luôn. Wow, đẹp quá quý vị ơi. Ở đây là có một vài cái giường ngủ. Bên ngoài này là có một cái này. Thế chứng tỏ là gia đình này cũng có nhiều thành viên nhưng mà đi làm hết rồi chăng? Đây là một cái giường này. Ở đây một cái nữa này. Và bên này là một cái này. Có tổng cộng là 3 cái giường. Một ngôi nhà cũng khá là đơn sơ. Nhưng mà tôi không biết tiếng Kinh là cũng không thể nào giao tiếp được. Mở cánh cửa ra là nhìn thấy rất là nhiều những động vật mà gia chủ nuôi này. Có ngan này, có gà này và 4 con bò. Ở dưới kia hình như là tôi thấy cũng có ai đó vừa đi qua. Bây giờ tôi sẽ thử đi theo người ta xem nào. Ôi, ở bên này cũng có hai thiên thần. Xin chào. Xin chào. Con đi đâu về đấy? Con đi đâu về đấy? Ở đây là có quả gì kia? Quả gì đấy? Đây này. Đây này, quả gì ở tay đấy? À, ổi à? Ổi à? Con bứt ở đâu đấy? Ổi này con lấy ở đâu? Hình như là cô bé cũng không có biết nói tiếng Kinh. Con có biết nói tiếng Kinh không? Nhà con ở đâu đấy? Ở đây à? À, vẫn là nhà này luôn à? Đây, nhà này đúng không? Hay là nhà này? Thế còn nhà bên này là nhà của ai? Con có biết nhà của ai không? Ơ? À, cô bé có vẻ là ngại ngùng. Ở dưới này thì mọi người đang phơi rất là nhiều quần áo ở đây này. Có những chiếc váy mông gọi là súng xính súng xính. Phía xa xa này là có một cái xe đạp của một cô gái. Tôi đoán là vậy. Còn ở dưới này cũng có đường đi xuống này. Không biết là
con đường này sẽ dẫn tới đâu. Phía bên này thì chắc là nhà vệ sinh rồi. Còn đi qua một cái vườn, đây là có những cái cây họ nhà khoai. Cây này là dùng để nấu cho lợn này. Bà con trồng để nấu cho lợn chứ người không ăn được nhá. Ui, đường đi còn xa lắm quý vị ạ. Rất là xa, nó như là một cái sợi chỉ nhỏ ấy, kéo dài tít xuống tận bên dưới bên kia kìa. Bây giờ thì Tú cũng sẽ quay lại đây để khám phá tiếp, xem là ở trong những cái ngôi nhà này có điều gì thú vị không. Cô bé vừa nãy đâu rồi? Đâu, nhà của con đâu? Nhà của con đây à? Cho chú vào chơi nhá. Có được không? Được nhá. Ồ, ở nhà con có một cái chuông cửa à? Khi mà lắc lắc lên là tiếng chuông sẽ kêu lên. Bố mẹ con đâu rồi? Bố mẹ đi đâu rồi? Đi cắt cỏ á? Ồ, khóa đấy là đập là mở ra luôn à? Thế nhà con có mấy người? 6 người cơ á? Có mở điện được lên không? Mở điện cho chú lên nhá. Nhà tối thui à? Ồ. Đây. Ô, cô bé này làm thế nào để có điện đây? À. Ôi, lối cái dây này vào này. Cô bé nối dây vào, ở đây là có mỗi một cái bóng đèn thôi. Con tên là gì? Tên là Pà. Pà, con bao nhiêu tuổi rồi? 15. 15 tuổi à? Con còn đi học không? Không. Không đi học á? Tại sao lại không đi học? Nào, đứng im chú hỏi nào. Tại sao lại không đi học? Ở nhà trông em à? Ừ. Em con bao nhiêu tuổi rồi? 2 tuổi. 2 tuổi à? À, thế bình thường nhà con thì ăn cơm, ăn cái gì? Ăn mén mén à? À, đây đúng không? Thế nhà con ăn gì chưa? Đây, đây chính là khu bếp của đồng bào nhà người Mông. Bố mẹ con là đi đi đâu? Đi cắt cỏ. Đi cắt cỏ à? Cả bố cả mẹ luôn? Hay là như nào? À, bố hay mẹ đi cắt cỏ? Mẹ thôi. Mẹ thôi á? Thế còn bố đâu? Hả? Bố đi làm á? À? Bố đi làm ở đâu đấy? Làm ở Trung Quốc. Làm ở Trung Quốc á? À, tức là đi làm lâu rồi không về đúng không? À, thế nhà con là có 6 người cơ á? Thế con là thứ mấy? À, bà là thứ mấy? Thứ 4 à? À, thế còn các anh chị lớn là đi lấy vợ lấy chồng chưa? Mình đã đi thôi. Hả? Một người à? Chắc là chị cả. Ừ. Chị cả đi lấy chồng đúng không? À, để xem nào. Bên này là cái gì đây? Chuồng bò à? À, mở cho chú xem được không? Nhà cô bé Pà 15 tuổi. Thế con học hết lớp mấy thì con nghỉ? Hết lớp 9 rồi. À, hết lớp 9 á? Bé tí này mà đã học hết lớp 9 rồi. Thế chứng tỏ là cô bé là ăn uống thiếu chất. Ở đây là có hai chú bò màu đen và có mấy con gà kìa. Một ngôi nhà cũng rất là đơn sơ. Bà ơi. À, đây à? Mở cửa à? Mở cửa để đi sang nhà hàng xóm đúng không? Thế ở đây là có tổng cộng bao nhiêu ngôi nhà? 4 ngôi nhà. Ở đây là 1 này. Bên kia là 2 này. Còn 2 ngôi nhà nữa đâu? Một ngôi nhà ở đầu. Ở trên này à? Thế cái ngôi nhà ở đầu căng bạt đấy là ngôi nhà của ai đấy? Con có biết không? Ngôi nhà căng bạt đấy. Sao lại không biết? Ở đây mà.
cậu em này là đang nhõng nhẽo. Thế mẹ đi cắt cỏ xa không? Không. Không à? Ở bên hướng nào đấy? Ở bên đằng nào? Bên này hay là bên kia? Bên này. Đâu? Bên nào? Bên này à? À. Một cô bé ở nhà trông em. Thế vừa nãy con vừa đi đâu về đấy? Đi chơi à? Đi bứt ổi à? Ổi, cây ổi ở chỗ nào đấy? Ở kia. À, còn nhiều quả không? À, ăn có ngọt không? Cho chú xin một quả nhá. Được không? Thế lấy cho chú đi. Cho chú xin một quả nào. Ui, còn một cái túi to nữa à? À, kìa. Đây là ổi ngon hơn à? Thế còn ổi này? À, giống nhau à? Ồ, đâu cho chú một quả đấy xem nào. Ồ, đây quý khán giả, một quả ổi này. Để chú thử ăn thử nhá, xem nó ngon không nào. Hơi nhạt nhờ. Không biết là có sâu không? Có sâu không? Không. Không có sâu à? Không. Ổi ở đây trồng thì nó sẽ không được ngọt như những cái giống ổi mà được trồng ở những cái nơi chuyên dụng. Ở đây thì cây ổi sẽ được bà con trồng hoặc là nó mọc tự nhiên lên thôi. Đó, cho nên là cũng không có ai chăm sóc cả. Vì thế cái những cái quả ổi nó sẽ không có được ngọt lắm. Thế các anh chị khác đi đâu hết rồi? Đi học. Đi học á? À, thế là con học hết lớp 9 là con nghỉ luôn. Thế các anh chị khác là học cao hơn chứ? Học lớp 7 thôi. Lớp 7 á? Lớp 7 là em con à? Dạ. À. Thế con là thứ 4 á? Dạ. Thế còn anh chị thứ 3 đâu rồi? Đi học rồi. Học lớp mấy? Học lớp mấy rồi? Phải học cao hơn con chứ đúng không? Dạ. Ừ, học cao hơn. Thế không biết cái ngôi nhà bạt bạt ở ngoài đầu đường là nhà của ai à? Nhà của bà. Bà đi đâu rồi? Bà ở với ai đấy? Hả? Bà ở với ai? Bà ở cái ngôi nhà bạt đấy ở với ai? Ở một mình á? À, thế bà ấy ở đâu, là con có biết bà ấy ở đâu không? Chú muốn gặp bà ấy. Bà ở cái ngôi nhà bạt ấy, ngôi nhà đầu ngoài ấy. Đi ra đâu? Con có biết ở đâu không? Bên kia là bên nào? Cô bé ngại ngùng. Thế bao giờ bà về con có biết không? Tận tối mới về cơ à? À, rồi. Thế là hôm nay không có duyên gặp được bà cụ đấy rồi. Thôi không sao, hôm nay gặp được một vài người trong những cái ngôi nhà nằm tít ở dưới cái con dốc Mã Pí Lèng này cũng khá là thú vị.